Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, buồn cười thay, đến bây giờ vẫn đang có những kẻ ngu ngơ coi cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, nên tự nghĩ ra những từ đáng thương, coi ngày toàn thắng của toàn dân Việt Nam 30 tháng 4 1975 là ngày quốc hận. Đáng buồn là mấy ông làm sử giấy cũng hùa theo sự ngu ngơ thảm hại đó để họ thêm ảo tưởng, việc này dầu là mục đích gì cũng đều đáng lên án chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Sài Gòn những ngày này năm 1975 của Nguyễn Ran. Sau khi bị quân giải phóng đánh bại và rút chạy khỏi Tây Nguyên, thì tại Sài Gòn cũng gần như rơi vào cảnh hỗn loạn cùng cực nhất. Bộ máy của Ngụy Quyền cơ bản đã bị tê liệt hoàn toàn. Mặc dù trên đài phát thanh Sài Gòn luôn ra rã phát đi những lời tự trấn an, dối trá rằng đang vãn hồi tình hình, cộng quân đã bị chặn đứng, quyết tử thủ nhưng không còn ai thèm nghe và tin vào những lời láo xạo run rẩy đó nữa ai cũng thừa biết cái gì đến sẽ đến họ nhớ lời thơ chúc tết của cụ hồ đã nghe được trên đài phát thanh giải phóng và bài phát thanh hà nội trước đó đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào và đây chính là đêm trước thời khắc bị nhào của một chế độ tay sai không tự đứng được trên đôi chân của mình với biết bao sự ghê tởm và tham nhũng sa đọa trong giới cầm quyền những người đã được chứng kiến hỗn cảnh Sài Gòn của 46 năm trước thì không thể nào quên được cảnh tượng ấy. Mạnh ai nấy chạy, người thì chặn xe để chạy về hướng Vũng Tàu, kẻ thì chen nhau đến trước tòa sứ quán Mỹ ở Xin Mấy anh có chút chức sắc trong quân đội thì thậm thục chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất, ăn lẻn chạy trốn bằng phi cơ để ra nước ngoài. Từ ngày 24-25 tháng 4, Sài Gòn coi như vô thiên vô pháp chỉ còn một số tên chỉ huy ngụy quân hạng rồi nhưng hung hăng quyết tử thủ Sài Gòn. Như lời mấy tướng ngụy đã tuyên bố rồi chạy trốn sớm nhất, số này cũng đã gây ra không ít khó khăn cho quân giải phóng khi tiến vào giải phóng Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4. Vì sao Sài Gòn bước sang tháng 4 khi chiến sự còn cách xa và đến những ngày cuối lại rều rã, hỗn loạn đến vậy? Thực ra trong các đời Tổng thống Ngụy Sài Gòn và hầu hết những người phục vụ trong chế độ đó chưa bao giờ có niềm tin và sự đứng vững của chế độ này, bởi ngay từ gốc của sự ra đời đã không phải trên nền tảng nhân dân bằng một cuộc cách mạng toàn dân mà có. Họ tiếm danh hai chữ quốc gia để lừa dối, dẫn dụ người dân tin theo đó là một quốc gia, nhưng tuyệt đại đa số nhân dân miền Nam chưa bao giờ và không bao giờ chấp nhận sự tiếm danh quốc gia đó. Cái gọi là Việt Nam Cộng hòa chỉ là một chế độ tay sai được Mỹ tạo ra bất hợp pháp trên một phần lãnh thổ của nước việt nam chứ tuyệt nhiên không phải là một quốc gia như chúng tự xưng đó càng không phải là một nước việt nam thứ hai hợp pháp như phát ngôn của mấy ông sử gia lộn phèo đã nói linh tinh trên truyền thông mạng cho nên cái bộ máy tay sai đó không thể nào làm được điều quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như những người cộng sản đã khơi dậy tinh thần yêu nước của quần chúng nhân dân đánh giặc giữ nước nên nó phải nhào để về đúng vị trí của nó đã 46 năm rồi, những thanh niên trai chúng tôi ngày đó bỏ học, bất chấp nguy hiểm để đi xem hỗn cảnh Sài Gòn, nay cũng đã trở thành những ông già. Còn Sài Gòn hôm nay lại như hồi xuân, trẻ, đẹp, cường tráng như một trang tuấn kiệt, có sức hấp dẫn vô cùng. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm phấn đấu xây dựng phát triển không ngừng để thành phố ngang với tầm vóc như tên gọi rất đổi tự hào đó. Nếu có thế lực nào dám đụng đến, thì họ phải quyết chiến đấu, hy sinh đi bảo vệ vững chắc thành quả mà họ đã giành được và xây đắp nên. Những ký ức đó không bao giờ phai được, buồn cười thay, đến bây giờ vẫn đang có những kẻ ngu ngơ coi cái gọi là Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia nên tự nghĩ ra những từ đáng thương, coi ngày toàn thắng của toàn dân Việt Nam 30 tháng 4 1975 là ngày quốc hận, đáng buồn là mấy ông làm sử giấy cũng hùa theo sự ngu ngơ thảm hại đó để họ thêm ảo tưởng việc này dẫu là mục đích gì cũng đều đáng lên án